Hello cả nhà, quẩn không? Đi ăn thôi. Tiệm này có tên là Sushi Masa, không biết đọc tên có đúng không nữa. Cách trang trí rất là ấm cúng, dễ thương. Có cây hoa anh đào giả nữa nè. Vì đi hai người nên tụi mình ngồi ở quầy bar, chứ không đi mà đông là phải đợi bàn cũng lâu lắm. Menu thì mình được hai lựa chọn, một là mình ăn theo món, hai là mình lựa theo menu buffet. Nhân viên ở đây thì rất là dễ thương và lịch sự. Tôi order một ly sake nóng, nhìn vậy thôi chứ uống cũng chả thấm tháp gì hết, không có xỉn đâu nha mấy bạn. Vì để tránh trường hợp ăn quá nhiều đồ ăn và dư thừa nên tôi đã kêu mỗi một loại cá một ít để ăn thử. Sau khi ăn thử thấy ok, không có tanh và rất là ngon và ngọt thì mình có order thêm là cá hồi, cá ngừ, bạch tuộc và lươn. Còn một loại cá gì nữa là mình đã quên tên mất rồi. Mấy loại cá sashimi ở đây thì ăn rất là tươi và ngon. Và đây là món cá hồi chiên giòn, ăn cùng với dưa leo ngâm chua. Dưa leo cũng giòn và thấm, rất là ngon. Vì mình thích ăn sashimi nên mình không có order nhiều món sushi roll như vậy. Nên mình chỉ order thử một vài roll cũng thôi. Sushi roll ăn cũng ngon nha mọi người, nhưng mà ăn nhiều thì lại no lắm đó. Vâng, và ai cũng hỏi ai là người đứng sau những khung hình thần thánh của tôi. Và đây là cameraman của tôi nha mấy bạn, thằng đệ nhỏ nhà tôi. Mình order thử eggplant tempura và shrimp tempura thì nó rất là ngán bởi vì chỉ có lăn bột và chiên thôi. Ăn nhiều gừng vô cho cơ thể khỏe mạnh nha cả nhà. Gừng ở đây thì khá là ngon. Và cuối cùng là những món dessert tráng miệng thật là ngon. Cheesecake, bánh Oreo, lăn bột chiên giòn nóng hổi, ăn cùng với quả kem vanilla mát lạnh. Kem vanilla thì lạnh, để lên trên cái bánh Oreo chiên giòn nóng hổi. Cắn một cái nó hòa tan vào miệng. Một cảm giác rất là vô mốt, nè nè cho thấm miếng nè. Cảm ơn cả nhà. Nhớ ấn like và theo dõi Cô Gái Đô Con nha, cho em có động lực ra nhiều video mới nè. Bye bye.